Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ lại cùng chúng ta tìm hiểu tiếp về cái phần tập hợp. Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xem tập hợp là gì và cách ký hiệu tập hợp. Thì tập hợp là một khái niệm không định nghĩa. Nó bao gồm một nhóm các đồ vật, một nhóm các người, một nhóm các đối tượng và nói chung nó gọi là một nhóm các phần tử. Thế cách ký hiệu tập hợp là gì? Chúng ta sẽ dùng chữ cái in hoa để viết tên tập hợp, sau đó viết dấu bằng nhá. Thầy nhắc lại này. Ký hiệu tập hợp. Ví dụ, tập A gồm các phần tử A, B, C, 1, 2. Đó. Thế thì sao? Dùng chữ ký cái in hoa để ký hiệu tên tập hợp, sau đó viết dấu bằng, rồi ngoặc nhọn, đóng mở hai đầu. Bên trong là các phần tử được viết cách nhau một dấu chấm phẩy. Các phần tử thì không viết lặp lại. Chữ số 1 thì mình chỉ viết một lần thôi. Chữ cái A mình chỉ viết một lần thôi. Tất nhiên mình hoàn toàn có thể đặt trùng lặp là tập hợp A gồm các phần tử có chữ cái in hoa là A, xong lại chữ cái in hoa là B, xong rồi số 3, xong rồi số 5, xong rồi có thêm một chữ E chẳng hạn. Thoải mái không sao cả. Đây là chữ cái A, còn đây là tên tập hợp là A nhá. Thế còn hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì? Phần tử thuộc tập hợp và cách ký hiệu thuộc tập hợp là như thế nào. Đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta phát biểu bằng lời, phát biểu nhá. Để cho tránh nhầm lẫn khi mà thầy trình bày phần tiếp theo, thầy sẽ đổi lại, đây không phải là tập hợp A nữa mà để là tập hợp M đi nhá. Không, thầy sẽ nói là tập hợp A thì ta lại không biết cái A trên hay A dưới. Được không nào? Phát biểu này. A là phần tử mà thuộc vào tập hợp hợp A. Hoặc ta phát biểu là phần tử 3 thuộc vào tập hợp M. Hoặc là mình nói tắt đi một chút, là mình nói thế này. 1 thì thuộc tập A. Tập A tức là tập hợp A. Đấy, nói tắt đi nhá. Thế rồi số 4 thì sao? Số 4 thì nó có thuộc A không? À, trong này không có số 4. Số 4 thì có thuộc B không? Cũng không. À, thuộc M không? Số 4 cũng không ở trong M. Vậy ta sẽ ghi thế này. 4 không thuộc A. Và thầy cũng nói là 4 thì không thuộc M. Đây là thầy phát biểu bằng lời. Phát biểu. Thế còn ký hiệu thì sao? Tương ứng với cái này, đó là phần ký hiệu. A mà thuộc vào tập A, mình viết dài dòng ra như thế thì nó hơi rườm rà. Trong toán học người ta ký hiệu là A thuộc vào A. Cái chữ thuộc thì bọn con viết như thế này. Nó giống như chữ U, bọn con cho nó nằm ngang ra ấy. Xong bọn con kẻ một cái vào giữa. Đó. Ký hiệu này là ký hiệu thuộc, dùng trong tập hợp. Thế 3 thì thuộc vào M thì viết là 3 thuộc vào M. Đó. 1 thuộc A. 1 thuộc A. 4 không thuộc A. Không thuộc thì làm sao? Không thuộc thì người ta gạch chéo một phát, tức là không thuộc. 4 không thuộc A. Và 4 cũng không thuộc M. Được chưa nào?
Nội dung của video này thầy chỉ nói như vậy thôi. Nhắc lại khái niệm tập hợp, đó là một khái niệm mà thể hiện nhóm ghép các đồ vật, con người và đối tượng với nhau, nhưng không có định nghĩa. Mục thứ hai đó là ký hiệu tập hợp, thì dùng chữ cái in hoa, dùng ngoặc nhọn, dùng dấu chấm phẩy, các phần tử thì viết ở bên trong, không viết lặp lại. Và phần tiếp theo đó là ký hiệu về thuộc. Thuộc là gì? Không thuộc là gì? Thì khi ta thấy một phần tử nó nằm trong tập hợp thì ta gọi là nó thuộc vào tập hợp. Còn một phần tử mà nó không ở trong tập hợp đó, nó ở ngoài, nó ở đâu đó chẳng hạn, thì ta nói là nó không thuộc tập hợp. Ví dụ à, chữ A, B, C, chữ cờ ấy, chữ cờ, chữ C ấy, chữ C thì nó cũng không thuộc vào A, và chữ C nó cũng không thuộc vào vào M. Mọi con đã hiểu chưa nào? Rồi nhá, chúc các con học tốt. Video tiếp theo chúng ta sẽ lại bàn tiếp về phần tập hợp.